Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình và mình là Tony Thì trước mặt các bạn đây là một quét kiếm đồng Rubber Được mình biết thì mình biết uh, từ lúc nó mới ra Nhưng tại sao bây giờ mình mới giới thiệu cho các bạn Bởi vì mình muốn để cho các bạn uh, chơi Rubber lâu Các bạn ấy có những nhận xét như thế nào Các bạn demo các bạn chơi có những nhận xét như thế nào Thì được các bạn uh, chơi ở Việt Nam Thì đánh giá rất là ok ở trên quét này Các bạn đánh giá rất là ok Và cái, uh, các bạn ấy xem và các bạn đánh giá cái quét này là một cái tốt Và không những ở Việt Nam và cả các bạn chơi ở nước ngoài cũng vậy, có bọn Nga cũng vậy, đánh giá cũng tương đối là tốt. Tất cả mọi phản hồi đều là một phản hồi tốt ở trên cái web này và được quảng cáo tương đối là nhiều ở trong những ngày hôm nay. Vậy về ý kiến của mình ra sao về cái web này thì chúng ta hãy cùng nhau đi xem ý kiến của mình. Và vì các bạn ấy đang chờ phản hồi từ phía mình. Còn với thêm nữa rằng là cái web này cũng đương nhiên nó tốt. Tốt, tốt rồi bởi vì nó không cần đầu tư các bạn vẫn rút được tiền lưu ý nhé không cần đầu tư vẫn rút được tiền nó hội tụ cái yếu tố đấy nên ra đáng để mà mình giới thiệu lựa cơ ok chúng ta hãy cùng nhau đi xem quét như thế nào đương nhiên quét này không cần đầu tư vẫn rút được tiền để để dành cho các bạn mới chơi cũng có chơi được hiện tại có 2.800 người rơi 6.000 trà và thanh toán 570 trà và một ngày chạy thì thực ra mình biết nó từ ngày không ngày từ ngày hôm qua rồi nhưng mà để cho nó chạy một lúc để cho một ngày đi đàng hoàng để hôm nay mình giới thiệu để cho các bạn là anh em đánh giá phản hồi à, phản hồi tương đối là ok có bốn công thức này đấy mau phát triển thu nhập bánh giá thu hồi vẫn là cái phương thức cơ bản thôi nếu như các bạn xem nhiều kênh youtube của mình thì cái này nó cũng làm theo một cách cơ bản không có gì là quá kinh khủng cả ở đây chúng ta sẽ có vk và hiện tại VK của nó cũng rất ít người, 24 người follow vì nó mới ra một ngày đâm ra thanh toán có 531 trà là cũng 531 ru là cũng là vẻ hợp lý bởi vì số lượng người đầu tư thì có cũng, ít thôi, 6000 ru thì mới vào thôi mà vì nó một ngày cũng chưa thể trả được lâu, chưa được chưa chưa có thể trả được nhiều cùng nắm thì mỗi người nó được một tí ti hoặc là bạn nào đầu tư nhiều thì may ra rút được nhiều chứ còn nó chưa được nhiều đâu. À, đây vẫn là trò chơi kinh tế quen thuộc, Đấy, mọi thứ thì nó thông số quen thuộc thôi. Về đánh giá của mình về giao diện bên ngoài, thực ra về giao diện này thì mình không thích, bởi vì nó, nếu như nó cái giao diện nó ok hơn về cái kiểu gì gì đó thì ok hơn. chứ còn nếu mà giao diện mà theo thiết kế theo kiểu bánh ngọt như này là mình không thích được. mình không thích cái kiểu mà nó làm theo kiểu đồ ngọt này ăn vào nó nó, nó... tiểu đường <laughs> chết. Đó, thực ra về cá nhân thì mình không thích cái giao diện này không biết các bạn đánh giá sao về cái giao diện nhưng mà về cá nhân mình không thích cái giao diện này ok chúng ta kích vào đây để mà đăng ký nhá thực ra cái này vừa nói cho các bạn mới chơi cũng phải hiểu và uh, để các bạn mới chơi hiểu này các bạn uh, chơi lâu cũng hiểu đâm ra các bạn chơi lâu thì thông cảm mình mình đôi khi mình nói hơi cơ bản một chút ok anh em nhé đây ấn về tạo tài khoản cho mình ok nhập tên này để chị mail này lưu ý rằng là một số bạn không đăng ký được ở chỗ đoạn này thì các bạn uh, hết sức bình tĩnh trong cái khâu đăng ký này nhớ cho mình uh, việt ki các bạn có bật không mà vì khi các bạn dịch tiếng việt việt ki nó các kiểu meo biết các kiểu các bạn về ấn chuẩn cho mình nhiều khi đây à đã lấy tên rồi khốn thế nhỉ ai không biết ok đã có bạn lấy tên mình rồi Mệt ghê ông cứ toàn lấy tên tôi xem lại này, này. Uh, email của bạn chưa được xác nhận, cái này thì mình lại đánh giá cao cái khoản này, khoản này cực kỳ đánh giá cao, uh, mình sẽ đi từ từ cho anh em xem. Cái việc đầu tiên các bạn phải làm đó là nha, xác nhận mail này, ấn vào đây. Khoản này cực kỳ được đánh giá cao của mình, <laughs> được đánh giá cao ở thằng này nhá. Nó đầu tiên bạn phải xác nhận mail, thì có, nếu như mà nó có thể ấy gì đấy thì các bạn phải check spam mail, đây gửi gửi tin nhắn về mail. Bây giờ mình đi xác nhận mail đã, ok nó gửi rồi rất là nhanh luôn. Cái khoản này nó mình đánh giá nó rất là cao luôn ở cái khoản này vì nó đây mình đã được nhận mail rồi mà mình đang mở mail lên mà bằng cái máy khác nên là anh em không thể nhìn thấy được. Nhưng nhớ là anh em quay về mail và uh, xác nhận cái mail đấy để để mà kích hoạt tài khoản lên. Đợi tí mình sẽ cho các bạn xem là mình sẽ kích hoạt thành công nó sẽ như thế nào. Em chờ tí. Đây mình sẽ kích lại văn phòng. Để tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy là mình kích hoạt thành công. Đấy, văn phòng Nha. Ok, bây giờ mình ấn vào cài đặt này Để quay lại phần đây Đấy, các bạn nhìn này, mail của bạn đã được xác nhận thành công Đấy, xong rồi ổn ừ, rồi. cái bước đầu tiên anh em phải làm như vậy trước đã. ở đây chúng ta đổi mật khẩu, mật khẩu thanh toán. cái bước tiếp theo là các bạn cài đặt cho mình mật khẩu thanh toán. đây từ bạn đặt cái mật khẩu là gì cái này lưu ý nhá. cái này rất là nhiều bạn quên này, quên là chịu thôi đấy, không làm nào được nhớ phải đặt <laughs> nhớ chứ còn quên là chịu đấy. đặt ok này. quên là chịu xong nhờ nó hỗ trợ rồi thế này thế nọ may thì nó hỗ trợ cho chứ còn không ấy à, thì đây là một khóa ví thì các bạn không quan tâm này thường thì những cái này chúng ta sẽ chỉ uh, sử dụng uh, payer thì nó có hỗ trợ rất là nhiều nhưng mà tí nữa mình sẽ nói khoản hỗ trợ um, cái, các hệ thống ví này bởi vì các anh em đánh giá rất cao ở cái khoản hỗ trợ hệ thống ví ôi rồi lại yêu cầu cốt rồi mệt ghê thôi rồi mình sẽ vào cốt sau đây để mình uh, quay lại thì mình sẽ vào cốt sau bây giờ thì à mà thôi mình cứ vào luôn đi nhập cốt vào luôn yêu cầu cốt lâu lâu nó đợi cốt đi mà rồi. và cốt để lấy địa chỉ ví cho anh xem em xem luôn vì cái này hướng dẫn cơ bản mà không vào xem vào ví nó thế nào thì các bạn cũng không thể biết được ok dành cho các bạn mới chơi lưu ý các bạn nào mới chơi mà chưa có địa chỉ ví thì nhớ phải hướng dẫn ở phần mô tả trước bạn phải có ví trước nhá thì mới chuyển tiền được anh em không có ví không chuyển tiền được nhiều bạn bảo là anh ơi em không có tài khoản ngân hàng nào, nào? kiếm tiền online không có tài khoản ngân hàng thì không biết là chuyển tiền kiểu gì ở đây có perfect money này web money những cái này mình đã giới thiệu hết rồi đều hỗ trợ Việt Nam perfect money rất là hỗ trợ Việt Nam rất tốt web money cũng không hỗ trợ cũng không kém phần uh, long trọng uh, visa mobile các kiểu đấy nhưng mà ở trên những con này thì thường mình chỉ dùng bayer thôi còn những con kia mang yếu tố Ok, ấn vào lưu thay đổi này Ok, thế là mình đã cài đặt xong ví Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm tiền thôi à, Với cái việc các bạn kích vào phần văn phòng này Thì các bạn có thể xem được hết toàn bộ thông tin của các bạn là như thế nào Đây, để thông tin như, như, như các kiểu anh em đọc nhé Ấn vào sản xuất của tôi Thì vừa, đương nhiên con này được đánh giá cao là vì nó sẽ cho bạn 10 rubber Đấy, coi như là bạn mua một con chô cấp 1 với lãi suất là 20 đến 20 phần trăm thực ra là ấp lên ấp nó lên cấp 7 thì sẽ là đạt đến 30% Cái ấp này thì cũng được đánh giá cao luôn Với những cái hình thức ấp này thì đã mình đã từng gặp rất là nhiều rồi Và nó được đánh giá cao Những cái web nào mà có hình thức ấp kiểu này Mà nó không cần quá nhiều cái option cho anh em lựa chọn Mà nó có hiểu hình thức ấp lên level như này Thì lại được đánh giá cao ở cái khoản này Đấy cái gì thì cái chứ nó nó hay ở cái gì thì mình sẽ nói là cái đấy đúng chứ còn cái gì không hay thì mình phải nói là không hay ok thì đương nhiên nó được tặng như này là quá tốt để cho anh em uh, chơi miễn phí thì anh em sẽ kiểu gì các bạn cũng sẽ có khoảng độ 2 ru ở đây rồi mười phần trăm một tháng chạy hai ru kiểu gì cũng có rồi trăm phần trăm có Đấy, yên tâm tiếp theo là phần cửa hàng phần cửa hàng thì là để anh em mua mua bánh rán này mua ở đây thì có 10.000 cái một đây không chiếc bán bánh rán cái này à đâu quên nhầm cửa hàng là cái khi khi mà cái sản xuất này của bạn này nó được rồi thì sau đó bạn thu nhập quên bạn thu nhập các bánh giá này đây này, này ấn này sản xuất được 9 cái này mình ấn vào thu nhập này ấy về 100 cái mới được thu nhập sau đó vào cửa hàng để bán đi ấy rồi quên trừ mất lâu rồi không chơi cái thể loại này quên ấn vào cửa hàng này bán đi tí nữa mình sẽ cho bạn xem à, sau này à, cuối tuần đấy có những clip rút tiền thì anh em sẽ xem nó kỹ hơn nếu như bạn mới còn cái này bạn cũ thì bạn ấy rồi Đấy, bảng công thức này là để tính toán lợi nhuận Đấy, anh em đây xin lắm level vào đến bạn đầu tư như thế nào đầu tư như thế nào thì các bạn hãy nghiên cứu về việc đấy, tính toán lợi nhuận của các bạn 20% mỗi tháng đấy, level 3, level 4 kia các kiểu đấy, phí lợi nhuận để anh em tính toán để anh em có thể nhiệt được leader trời ơi đây là những người leader thì mình cũng hiểu sao là rất nhiều bạn quan tâm ở cái phần leader này mình mình chả quan tâm thằng mẹ nó làm cái gì quan tâm là mình có kiếm được ra tiền hay không chứ còn không quan tâm người ta đã làm cái qué gì bạn quan tâm làm cái gì tập trung vào bản thân cái thời gian rồi cứ đi nhìn ngó nhà thằng hàng xóm làm cái gì bạn nhìn ngó vợ đó thì chỉ còn chảy nước miếng thôi chứ còn ăn được đâu không ăn được đâu quay về chơi vợ mình thôi hiểu không ok ấn vào chỗ là phần này là tiền thì phần này đầu tiên ấy mình đánh giá khá cao ở cái thằng này ở cái khoản nạp tiền này nó cho bằng perfect money giết các thứ các kiểu ok tiền điện tử giết yeah, các kiểu đầy đủ luôn kể cả dog các kiểu đầu tiên ấy nếu mà khi mình nhìn vào bản thân mình nhìn vào nhá thì lại mình lại đánh giá cực kỳ cao ở cái này nếu như mà mình không thử trải nghiệm về ngay cả đầu tiên khi mình nhìn vào như thế này này Như ý này nhìn vào này thì rất là ok nhưng khi trải nghiệm thì mình lại thấy nó không phải là ok bởi vì sao mình sẽ thử perfect money cho các bạn xem ví dụ như là perfect à, mình, mình xem xem ở cái đoạn này con này thì à, nếu mà anh em là khó hiểu nữa thì nhớ phải xem lại thêm clip của mình nữa vì đoạn này nó con này nó hơi ok con con này nó ok đâm ra thành thử ra nó, mình thiên về đánh giá hơn nhiều đây 30 ru 50 ru ok mình vào 100 100 ru để lấy con cấp bảy con tình yêu bondi chiki này nhá mình sẽ vào 100 ru đây mình nạp tiền này thành thử ra con này thì mình hướng theo hướng đánh giá khá là nhiều thả, đâm ra các bạn mà khó hiểu thì nhớ xem lại clip cũ để mà dễ hiểu hơn ok thì đối với con này mình sẽ không vào bằng perfect money à Bayer, mà mình sẽ vào bằng perfect money thì các bạn có thể vào đó coi like coi, coi các kiểu cũng được thì đối với những con như này thì mình đã từng nhắn nhủ với anh em rồi đó là hệ thống ngừa hệ thống kiểu luật pháp ở Việt Nam thì rất là khó lường đúng không các bạn biết luật pháp Việt Nam rất là khó lường và dù mọi người có ra luật như thế nào là cũng muốn tốt cho xã hội mà thôi nên mình cũng tôn trọng luật pháp Việt Nam anh em cũng nên tôn trọng luật pháp Việt Nam thì nếu như Việt Nam cấm các bạn sử dụng Bitcoin hoặc là cấm chuyển khoản Bitcoin về tài khoản ngân hàng Việt Nam thì các bạn có thể đầu tư Bitcoin hoặc Dogecoin vào đây sau đó bạn rút ra bằng Perfect Money hoặc Bayer thì như vậy các bạn Đương nhiên là các bạn sử dụng đồng ruble hoặc là đồng đô la Không phải là bitcoin hay tiền điện tử Đây là phương thức mà những cái web này nó sinh ra để Mình tưởng những cái, Có một số web nó sinh ra như thế này để Mang bản chất là rửa tiền là như vậy Ok Bây giờ mình sẽ vào perfect money Thì đoạn này mình sẽ đánh giá cái, cái, cái khoản này này anh em đây, Anh em rất là mắc ở cái khoản này vì nó được đánh giá cao ở cái khoản này nhưng mà anh em cực kỳ mắc ở khoản này em ra mình sẽ nói hơi chậm để các bạn dễ hiểu nhá mình chạm vào 100 ruble để mua bên kia ấn vào nạp tiền này đây này khi nạp tiền này thì đây nó đã sử dụng một cái hệ thanh thanh toán thứ ba có nghĩa về cá nhân mình thì thực ra là nó sử dụng hệ thanh toán thứ ba thì cũng được thôi nhưng mà về cá nhân mình ý, thì mình không muốn một cái web mà nó có sự thanh toán của người thứ ba nó đơn giản là hai thằng hai người yêu nhau mình không muốn uh, uh, <laughs> hai người yêu nhau mình không muốn có sự can thiệp của người thứ ba đơn giản thế thôi à, đối với con này thì mình sẽ vào perfect money 100 ruble tương đương 1.58 đô mình nhấn thanh toán này điểm sang minh tin cậy ok mình sẽ thanh toán cho các bạn xem nhá 7 4 3 1 dùng mình dùng bước phách này Kể mail, mail nó gửi mail Lại mail rồi Bin code rồi đợi tí nhập cái pin code vào đã nhé cái này pin cái code này nó thay đổi liên tục trong vòng 30 giây một bảo mật cực kinh đâm ra không bao giờ phải sợ Ok, xác nhận thanh toán. Để mình xem nó như thế nào. Quay lại này, 1.58. Ok, đã thanh toán thành công. Thì hướng về trang web này nó đang sử dụng một cái web thứ ba, đây chính là thứ mà mình không hề thích ở trên con web này. Ô ô. Khi mua hàng đâu? À, <laughs> nếu bằng mà chắc chắn là sử dụng bằng perfect money nó sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để mà kích hoạt ở à đây được rồi đấy biết ngay nó không nhanh được như cái thằng bayer đâu bayer thì nó sẽ mình sẽ thử bằng bayer nếu như vào 100 thì nó sẽ thử dụng dùng cái gì cho bạn xem nhé đấy bayer thì nó sử dụng luôn trực tiếp bayer <laughs> bayer thì nó sử dụng luôn trực tiếp bayer còn nếu mà khi bạn sử dụng một cái perfect money hoặc là bitcoin đó coi mình đơn giản mình bạn đó coi vào 100 ruble đó coi là tiền đầu Đây mình vào đơn giản như thế này cho anh em xem. Đấy. Thì nó lại sử dụng một hệ thống thanh toán thứ ba. Anh em lưu ý là như vậy. Đó phải sử dụng hệ thống thanh toán thứ ba. Đối với mình ý, mà khi một web sử dụng đến hệ số thanh toán thứ ba thì mình đánh giá nó không cao ở cái đoạn đấy. Có một trong những cái web mà nó rửa tiền rất là ok đó là hai con web này. Đây thì mình đã từng chơi hai con quét này rồi và chơi rất nhiều mình đã giới thiệu từ rất lâu và bây giờ nó vẫn rửa tiền vẫn là ok thì mình sẽ thử deposit cho các bạn xem đây deposit thì cùng với việc như vậy à đây để cho mình vào hai con con rửa tiền này thì thực ra nó chạy lâu rồi nên ra không khuyên anh em vào nữa chứ mình thì ăn thì ăn cũng nhiều rồi nhưng mà <laughs> ngay từ ngày đầu các bạn không biết thì chịu thôi thì đây nhé mình, ví dụ mình vào bằng perfect money chẳng hạn này nó vì sẽ mình vào khoảng độ 100 đô thì mình sẽ như nào? Mình sẽ nhận này ấn vào continue thì mình confirm này. Đối với thằng ngon nó sẽ chuyển thẳng đến Perfect Money luôn. Đấy là đối với thằng ngon mình mình thích cái kiểu như vậy. Chứ còn mình không thích cái hệ thống thanh toán mà có, có xử lý ở bên thứ ba. Đấy là cái việc mà mình đánh giá ở cái này. Đây Perfect Money thành công này các kiểu thôi. Ok, bây giờ mình chuyển vào sản xuất của tôi để mình mua mua con tình yêu Bolichiki. Ok, thành công này. Thì Mua con này rồi thì cuối tuần mình sẽ có những clip live stream rút tiền cho các anh em xem Anh em nhớ đón xem clip như vậy Đấy Đây là phương thức thì nếu như các bạn mà muốn chơi miễn phí thì không cần đầu tư như vậy cũng được Anh em chuyển đến cho mình cái phần trang web nước sóng này Để các bạn kích quảng cáo Đây nó có kích quảng cáo đây Money City giới thiệu kích quảng cáo Money City thì ở đây của chúng ta có thể kích quảng cáo thì đối với những cái quảng cáo như này các bạn phải kết hợp với kênh kênh của mình có rất nhiều những web cho các bạn kích quảng cáo tương tự như này vì nó không cần đầu tư vẫn rút được tiền anh em kích quảng cáo kết hợp thì mới có thể kiếm được nhiều tiền nếu như các bạn không muốn đầu tư ở trên web này ok thì ngoài ra chúng ta có tiền thưởng hàng ngày nữa để cho các bạn ấn vào đây để nhận tiền thưởng hàng ngày này nhận tiền thưởng nhận tiền thưởng đấy cái khoản tiền thưởng này mình cũng rất là ok con web này cái khoản cái 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 các bạn nhìn ra cái giao diện mà nó cho bổ sung cái khoản nhận tiền thưởng này mình lại càng thấy cực kỳ thấy ok của khoản nhận tiền thưởng này thế là xong rồi trong chúng ta chỉ cần việc chờ vậy và đến ngày rút tiền thôi à, đương nhiên thì đến cái đoạn rút tiền ấy đây mình sẽ thanh toán đơn đặt hàng này đoạn đây thì các bạn có thể rút ra bằng các hệ thống như là Bayer hoặc là Perfect Money hoặc Wet Money mấy cái này thì các bạn biết rồi viện visa thì visa này nó chỉ hỗ trợ ở nga thôi mình nghĩ là hỗ trợ ở nga mình chưa thử visa bao giờ nhưng mà mình không thích rút về visa kiểu như này vì kiểu gì visa rút từ những web này mất phí ghê lắm tốt nhất là rút về ví như ở Bayer hoặc Perfect Money hoặc Best Money đấy là tùy các bạn nhưng mà điểm nữa của con này là nó không thanh toán PayPal cái mà ăn tiền nữa ở một con nữa đó là có hệ thống thanh toán PayPal thì sẽ ok hơn ở ăn tiền nữa nhưng mà nó không có hệ thống thanh toán PayPal. Nếu các bạn đánh giá con này về cái hệ thống thanh toán nó tốt. Nhiều bạn đánh giá con này về hệ thống thanh toán tốt, nhưng mà mình thì lại đánh giá hệ thống thanh toán con này không tốt ạ. Nó sử dụng hệ thống thứ ba, thực ra nó nói gọi là không tốt hẳn thì không phải là không tốt hẳn, nhưng mà nó còn hơn ối cái <laughs> web. Hơn ối thằng ấy, chứ hơn ối thằng thôi, chứ còn không phải là kiểu kiểu chạy thần thánh. Về cá nhân mình thấy ở con này để chạy trong vòng 3 tháng thì ok Chứ còn để mà nó lên độ thần thánh khoảng độ 5 trời Thì mình nghĩ chắc không thể đạt đến mức 5 trời như một số con mình đang chơi Thì để đạt đến được mức 1 năm thì chắc là không khó khó đạt đến mức 1 năm Nhưng mà ở độ 3 tháng thì lại mình nghĩ là ok, không vấn đề Ở khoảng 3 tháng đâm ra anh em nếu mà có đầu tư thì đầu tư vào ngay Thì sau này 3 tháng rồi hồi một chút Là chút hồi rồi, là mã hồi rồi còn nếu anh em chỉ mà đầu tư theo kiểu mà chắc chắn là mua thêm một con 10 ru này thì chắc chắn là lãi bởi vì 10 ru này nó đã tặng cho bạn 10 ru rồi bạn đầu tư 10 ru nữa thì là lãi suất là 40% một tháng chứ không phải là 20% nữa bởi vì 10 ru kia là bạn được tặng bạn hiểu không? Thế là lãi suất là cao rồi nhưng mà để nó với lãi suất như này thì không phải là lãi suất quá thần thánh một loại suất bình thường để đâm ra trong khoảng thời gian 3 tháng thì chắc chắn là không thể chết ở trên con web này được về cá nhân mình đánh giá là như vậy ok, cảm ơn bạn đã xem kênh youtube của mình bạn đánh giá sao về web thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới, link web thì mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho anh em thì đối với con này thì cái phần quảng cáo của nó cũng khoai ấy. bắt mình nhập như thế này khoai cha được, cái con kia bình thường nó lên ngố mỗi ấy thôi, con này quảng cáo hơi khoai, ok cảm ơn bạn